Anh Trường Vinh, anh Trường Vinh, anh Vinh, anh Trường Vinh. Mẫu Đơn, Nhã Khanh, sao mọi người lại tới đây? Quan Hỷ Thiện, anh là tên súc sinh, anh không phải là con người. Mẫu Đơn, được rồi được rồi, chỗ nào mà còn anh em nữa. Tôi nói cho mọi người biết, tôi tâm địa lương thiện, tôi mới tha cho mạng chó của anh ta, đổi thành người khác thử xem. Anh Trường Vinh, anh ráng thêm chút nữa. Ông chủ Hoàng, xin anh thả anh ấy ra đi. Đi 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 đi. Nhã Khanh, anh ta muốn em làm gì? Chẳng lẽ là... Không được, không được đâu Nhã Khanh. Em không thể làm chuyện ngốc nữa. Bạn của anh không đáng tiền. Anh không muốn em hy sinh bất cứ điều gì vì anh nữa. Trường Vinh, anh đừng vội. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh đừng nhắc tới cái chết vậy. Anh chết rồi em phải làm sao? Anh Trường Vinh, không phải như anh nghĩ đâu. Anh yên tâm đi, anh ta sẽ không làm gì em hết. Anh bao giờ cũng với chị Mẫu Đơn đi, nhanh lên. Mẫu Đơn, dẫn anh Trường Vinh về đi. Không được, đi thôi, đi thôi. Nhã Khanh, đi thôi. Nhã Khanh, anh tin em đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong chưa? Có thể bắt đầu được chưa? Thiếu gia, thiếu gia, cậu tới rồi. Tôi đang có việc gấp cần tìm cậu đây. Việc gì vậy? Tiền của Sử Thêu chúng ta tháng này e là không đủ dùng. Thiếu bao nhiêu? Xem nào, cũng phải 500 đại dương. Nhiều vậy à? Đúng vậy. Thiếu gia xem, sắp tới cuối tháng rồi, phải phát lương cho công nhân và thợ thêu chứ. Hơn nữa đầu tháng sau chúng ta phải nhập một ít hàng mới. Cậu cũng biết, xưởng thêu của chúng ta tháng trước gần như không làm ra tiền. Rất nhiều sản phẩm thêu bây giờ không bán được. Mấu chốt là, cậu xem xưởng thêu Hoàng Ký, họ mới tung ra sản phẩm thêu bằng máy, mỗi tháng đều đổi mẫu mới. Vậy nên chúng ta chỉ dựa vào mẫu cũ sẽ mau chóng bị đào thải mất. Nếu như vậy, cậu nói xem khoảng cách giữa chúng ta và xưởng thêu Hoàng Ký sẽ ngày càng lớn rồi. Không phải trên sổ chúng ta còn mấy trăm đại dương sao? Làm gì có mấy trăm đại dương. Hôm qua Dương tổng quản đã vừa nhập một lô chỉ thêu mới. Lô chỉ thêu đó để đầy nửa già nhà kho. Sao lúc này anh ta lại nhập chỉ thêu chứ? Sao mà tôi biết được? Tôi lo lắm. Thiếu gia, thiếu gia, Dương tổng quản đến. Thiếu gia, cậu tìm tôi. Khai Thái, hiện giờ xưởng thêu đang thiếu tiền, sao còn mua số chỉ thêu này? Thiếu gia, hôm qua lô hàng này đến thì tôi mới biết. Đây là đơn hàng chúng ta đặt ở kinh thành từ lâu lắm rồi. Lúc đó khi đặt hàng, Hoàng Ký chưa nhập máy móc, đồng ký chúng ta cũng không gặp tình trạng như hiện giờ. Dù sao anh cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Thiếu gia, tôi định nói với cậu, nhưng người ta đưa hàng đến, lúc đó phải trả tiền rồi lập tức về nghe lệnh. Nhất thời không tìm thấy cậu, đành tự mình làm chủ. Thiếu gia, chữ tín rất quan trọng, đồng ký chúng ta vẫn luôn làm như vậy. Được rồi, tôi không trách anh. Vậy anh nghĩ cách cho tôi trả lại số chỉ thêu này với giá ưu đãi. Số chỉ thêu này vận chuyển từ Bắc Kinh xa xôi, hơn một tháng liền. Nếu chúng ta muốn trả hàng, hàng quá cần giảm giá, cộng thêm phí vận chuyển gấp đôi, thì đúng là không đáng để mất.
Giả Khanh, sao em lại ở đây? Ở đây không khí ngột ngạt, mau ra ngoài. Này, mau xem đi. Rất chân thật. Sao em làm được? May nhờ có lô sợi chỉ này, màu sắc và chất liệu của sợi chỉ này đều không giống trước đây. Em vừa mới thử lấy hai màu gần giống nhau, theo bằng cách theo chỉ đôi. Vẽ rồng nhìn rất chân thật, cả con rồng cũng sinh động hơn nhiều so với thêu một sợi. Giả Khanh, em giỏi quá. Cách theo này hiện giờ chỉ ở giai đoạn sơ cấp, có rất nhiều chi tiết em cảm thấy chưa đủ tốt. Chờ em nghiên cứu rõ ràng rồi chắc còn đẹp hơn hiện giờ. Giả Khanh, em vất vả rồi. Chào mọi người, chào mọi người. Chào tỉnh trưởng, chào tỉnh trưởng. 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 Chào tỉnh trưởng, chào tỉnh trưởng, chào tỉnh trưởng. Chào tỉnh trưởng. Ông chủ, bộ quần áo nhỏ này thật là tinh tế, không biết bán như thế nào. Rất hân hạnh được tỉnh trưởng yêu thích bộ quần áo này. Nhưng bộ này không bán được. Tại sao vậy? Bộ quần áo này là do vợ tôi chuẩn bị cho em bé vừa ra đời. Tôi muốn giữ nó lại làm kỷ niệm, thế nên không bán được. Nếu như ông thích thứ nào khác thì cửa tiệm nhỏ có thể tặng. Này ông chủ, tỉnh trưởng đã thích nó mà cậu còn từ chối à? Cậu bảo bà xã của cậu làm thêm một chiếc là được. Không giấu gì cậu, số lượng sản phẩm thêu được cất giữ trong nhà Lý Mổ không phải là ít. Nhưng song long hí châu trên chiếc áo nhỏ này đặc biệt sống động, màu sắc cũng rất đẹp. Không biết có thể hỏi nguyên do không? Vợ tôi cũng là người thích thêu thùa. Hai hôm nay cô ấy rảnh rỗi nghĩ ra phương pháp thêu mới. Cô ấy cũng đang thử. Phương pháp thêu này còn rất nhiều chỗ còn thiếu sót. Đồng Ký cũng đang nghĩ cách tiến hành cải thiện. Đúng là hiếm có. Các xưởng thêu lớn hiện giờ đều đổ xô đi mua máy thêu. Hiếm có xưởng thêu nào như Đồng Ký kiên trì và cải thiện nghề thêu tay. Cảm ơn tỉnh trưởng đã khen. Ông chủ Đồng, 3 tháng nữa là lễ mừng thọ của Phó Tư lệnh Giang. Nếu bây giờ Lý Mổ đặt hàng, không biết tới lúc đó có thể xin được tác phẩm của Tôn phu nhân hay không. Giả Khanh, em nói xem. Thế này đi, Lý Mổ trả tiền đặt cọc trước, sau 3 tháng nữa sẽ cho người tới lấy. Tới lúc đó nếu sản phẩm đã thành hình thì ông chủ Đồng chỉ việc giao hàng. Nếu tới lúc đó mà sản phẩm thêu chưa thể hoàn thành như kỳ hạn, ông chủ Đồng chỉ cần hoàn lại tiền đặt cọc cho tôi là được. Cậu thấy thế nào? Không vấn đề gì. Được rồi. Lần này tới Đồng Ký, Lý Mổ rất xúc động. Việc thêu thùa này vốn là một nghề thủ công được tổ tông truyền lại, đó là tác phẩm nghệ thuật mới phải. Nếu thực sự có một ngày máy thêu hoàn toàn thay thế được thêu thủ công thì nghệ thuật này coi như chết.
Vậy nên tôi thật sự hy vọng các người tiếp tục kiên trì truyền lại và làm rạng rỡ truyền thống nghệ thuật thủ công, thêu tay thủ công. Tỉnh trưởng cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Tỉnh trưởng đại nhân, chào ông. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Hỷ Thiện, là ông chủ nhỏ của xưởng thêu Hoàng Ký. Chào mừng tỉnh trưởng đại nhân đến Trung Thành chúng tôi giám sát công việc. Chờ đã. Xin lỗi, to quá. Tỉnh trưởng đại nhân, mời ông xem. Đây là sản phẩm thêu có tên Bách Minh Triều Phụng Đồ, là tấm lòng của người dân Dung Thành chúng tôi, đặc biệt dành tặng cho tỉnh trưởng. Mong tỉnh trưởng đại nhân nhận cho. Cái thứ ngu ngốc này, tháng này tỉnh trưởng đã nhận 4 bức Bách Minh Triều Phụng Đồ rồi. Được lắm, được lắm. Tốt lắm, tốt lắm. Thật có mắt nhìn. Nhưng mà ông chủ Hoàng à, món quà của cậu giá trị quá, Lý Mổ không thể nhận được. Không đâu. Tỉnh trưởng đại nhân, ông nhất định phải nhận. Đây là tấm lòng của người dân Trung Thành chúng tôi. Mặc dù món quà không nặng, nhưng là tình nghĩa sâu nặng của người dân. Nếu như cậu nói là tượng trưng cho tấm lòng của người dân Trung Thành, thì Lý Mổ sẽ tặng lại nó cho người dân Dung Thành, tặng cho bệnh viện vừa được xây dựng. Cảm ơn cậu. Không không không, tỉnh trưởng đại nhân, xin dừng bước, nghe tôi nói hết đã. Tôi biết lần này tỉnh trưởng đại nhân tới Dung Thành không chỉ thị sát dân tình, mà quan trọng nhất là thị sát các doanh nghiệp công nghiệp của chúng tôi. Xưởng thêu Hoàng Ký chúng tôi có sản nghiệp thêu máy lớn nhất ở Dung Thành, không, là toàn tỉnh, thậm chí là toàn quốc. Thật đấy. Hy vọng tỉnh trưởng đại nhân trong lúc trăm công nghìn việc ghé qua khảo sát một chút. Chuyện này, tâm ý của ông chủ Hoàng chúng tôi xin nhận. Có điều ngày mai tỉnh trưởng đại nhân còn rất nhiều việc phải giải quyết, hôm nay gặp mặt ở đây thôi. Cáo từ. Đi thôi. Tỉnh trưởng đại nhân, ông đừng đi mà. Chúng tôi thật sự có rất nhiều máy móc, ông còn chưa xem qua mà. Tỉnh trưởng, tỉnh trưởng đại nhân, ông thiệt tình. Tôi... Các người nhìn thấy rồi đó, bức Bách Điểu Kê Phụng Đồ, Bách Điểu Triều Phụng Đồ, ai muốn lấy thì lấy đi. Rẻ lắm, rẻ lắm, rẻ lắm. Không phải chứ, rẻ như vậy mà không ai mua. Rẻ lắm đó. Trời sắp mưa sao? Đúng là xui xẻo. Báo đây, báo đây. Tin mới nhất, tỉnh trưởng Nam Tuần khen ngợi sản phẩm mới Sông Long Hiến Châu của Đồng Ký, Bách Điểu Triều Phụng của xưởng thêu Hoàng Ký bị bỏ qua. Báo đây, báo đây. Mọi người đừng tranh nhau, đừng tranh nhau. Đừng vội, đừng chen, đừng chen. Đừng vội mà, đừng vội mà. Đừng vội, đừng vội. Đừng vội mà, đừng vội mà. Từ từ thôi, từ từ thôi. Được rồi, yên lặng nào. Đừng vội, xếp hàng trước được không? Thiếu gia, từ khi treo Sông Long Hiến Châu lên, tủ quầy gần như bị lật đổ. Nếu không cậu xem, chúng ta mau cất nó đi. Quý khách, nghe tôi nói vài câu. Mọi người đừng nôn nóng. Sản phẩm thêu mới của Đồng Ký chúng tôi bây giờ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có rất nhiều chỗ cần cải thiện. Hy vọng mọi người cho chúng tôi chút thời gian, tới khi phương pháp thêu mới cho sản phẩm được hoàn thiện sẽ long trọng ra mắt. Hy vọng mọi người hiểu cho. Nếu như mọi người có hứng thú với sản phẩm mới của chúng tôi thì cứ tìm trưởng quầy Nghiêm xếp hàng đặt chỗ. Nhưng mà tôi cũng phải nói trước, vì là thêu thủ công nên số lượng rất ít. Tới lúc đó nếu như đặt trước
cũng chưa chắc đã lấy được hàng. Tôi vẫn là khách quen của đồng ký các anh. Cô Lục, cô tự tay theo, nhất định phải để lại cho tôi một phần. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi vẫn luôn mua đồ của xưởng theo đồng ký các cô. Tháng sau em gái tôi kết hôn, tôi muốn đặt một bộ đồ theo của xưởng theo đồng ký các cô làm của hồi môn cho nó, để nhà đẻ được mát mặt. Cô nhất định phải giúp tôi đấy. Ông chủ, tôi có thể trả gấp 3. Không không không, tôi trả gấp 5. Để lại cho tôi một phần, nhất định phải bán cho tôi. Chính là cái này, giống y hệt cái này. Thế này đi, nếu như mọi người thích thì cứ xếp hàng đặt chỗ. Chữ Nguyện Nghiêm. Dân, mọi người muốn đặt trước thì mời đi theo tôi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đừng chen lấn, đừng chen lấn. Có chuyện gì mà tìm tôi gấp gáp vậy? Anh đến rồi, tôi không gấp được sao? Anh Dương, phương pháp thêu bằng máy của chúng ta vừa mới có chỗ đứng, thì Lục Nhã Khanh này lại nghĩ ra chiêu mới. Thôi đừng nhắc tới nữa. Vốn nghĩ rằng để họ đập hết tiền vốn vào lô hàng này, để họ hoàn toàn sụp đổ. Ai ngờ Lục Nhã Khanh lại nghĩ ra chiêu trò mới. Đây là ý trời. Anh nói xem tỉnh trưởng Nam Tuần chẳng được, lại cứ nhầm đúng lúc này. Lần này thì hay rồi, các tờ báo đều đăng bài, người dân cả thành đều biết cô ta lại có chiêu trò mới. Ý trời, những điều anh nói tôi hiểu rõ, nhưng anh phải mau chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề đi. Đang nghĩ đây nè. Thực ra chuyện này cũng không khó tới vậy. Chỉ cần chúng ta học phương pháp thêu mới của cô ta, áp dụng vào máy móc của chúng ta là giải quyết được thôi. Dương Khai Thái ơi là Dương Khai Thái. Tôi nói anh đúng là suy nghĩ thâm sâu. Anh sắp sửa làm tôi hết hồn, anh biết không? Anh phải nói sớm chứ. Vậy anh tranh thủ thời gian, chờ phương pháp thêu mới của Lục Nhã Khanh mà ra mắt trước, thì phương pháp thêu máy của chúng ta không đứng vững được đâu. Anh Dương, anh đừng có quên, lô máy nhập khẩu Nhật lần này anh có cổ phần lớn nhất đó. Nếu như không thành thì hai chúng ta sẽ mất rất nhiều. Niệm Trân, em xem, anh đem vịt quay của Đức Thắng Lâu cho em này. Tôi không đói. Sao hôm nay không ra ngoài đi dạo? Không có tâm trạng, tôi không muốn đi. Bên phía xưởng thêu có thông tin gì không? Đây là báo hôm nay. Tỉnh trưởng coi trọng độ thêu của Lục Nhã Khanh. Hai ngày nữa cô ta sẽ công bố sản phẩm mới. Được rồi, Lục Nhã Khanh lần này coi như nổi tiếng cả Dung Thành. Sao vậy? Anh vui lắm hả? Vui. Sao anh lại vui được? Chuyện làm ăn của đồng ký tốt lên thì sản phẩm thêu máy của chúng ta không sánh được. Anh khóc còn chẳng kịp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Nhã Khanh đúng là lợi hại. Đồ cô ta thêu, người khác không thêu được. Đồng gia này có đứa con dâu như vậy, xem ra chưa tận số rồi. Có phải đàn ông các anh đều thích người như cô ta? Ngoan ngoãn, nghe lời, xinh đẹp lại giỏi giang, có thể làm việc cho đàn ông, cho đàn ông mát mặt. Có câu nói thế nào nhỉ? Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đúng không? Câu này không phải nói em sao? Tôi là người hiểu rõ bản thân mình. Thùy mị nết na không phải tính cách của tôi. Tôi đi tới đâu là gà bay chó chạy, đúng không? Đừng nói nữa. Anh vẫn thích em như vậy. Anh thích gì ở tôi? Anh thích em nham hiểm, cây độc, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Tôi đói rồi.
Ăn cơm. Thiếu phu nhân, đây là trà Long tỉnh Triều Minh, mấy hôm trước có người bạn tặng, cô uống thử đi. Cảm ơn Dương quản gia, tôi không khát. Thiếu phu nhân phải chăm sóc con, còn chất giả gì đồng khí chúng ta như vậy. Tôi là quản gia, thấy mình thật vô dụng, thật hổ thẹn. Dương quản gia đừng nói như vậy chứ, trêu thùa giống là chuyện của phụ nữ. Thiếu phu nhân vất vả như vậy, thật ra thiếu gia cũng rất thương cô. Nhưng thiếu phu nhân có từng nghĩ tới chuyện vậy một nhóm thợ theo đồng ký, cách theo mới này hay không? Như vậy có thể chia sẻ bớt gánh nặng cho thiếu phu nhân. Dương quản gia là đàn ông phụ trách làm việc lớn, những việc như kỹ thuật theo này không phiền anh phiền lòng. Thiếu phu nhân cứ làm việc đi. Mau ngồi đi. Bây giờ phải làm sao đây? Xưởng thời đồng ký sắp tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới rồi, chúng ta phải nghĩ cách chứ. Sao anh biết tôi không nghĩ cách? Tôi vẫn đang phân vân làm sao để chuyển cách theo của Lục Nhã Khanh vào máy móc của chúng ta. Nhưng mà cô ta đã phòng bị từ sớm. Cô ta chia cách theo. Rượu của anh đây. Được rồi. Dạ. Cô ta chia cách theo thành nhiều phần, mỗi một phần lại có một công nhân đặc biệt phụ trách. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cứ đợi hoài như vậy sao? Mặc kệ xử theo đồng ký cũng hết số tiền đó đi sao? Phục vụ mang rượu lên. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Các quý cô, quý ngài, xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Vô cùng cảm ơn sự có mặt và cổ vũ của mọi người. Hôm nay, xử theo đồng ký của chúng tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm thêu mới nhất. Hy vọng rằng mọi người sẽ thích sản phẩm thêu mới này của chúng tôi. Hay lắm, thích lắm, thích lắm. Được rồi, tiếp theo đây, xin mời anh Đồng Thiệu Vĩ, ông chủ của xưởng thêu đồng ký chúng tôi, sẽ giới thiệu sản phẩm thêu mới cho mọi người. Được, được, được. Thiếu gia, xin mời. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với đồng ký bao nhiêu năm nay. Mọi người xem những tác phẩm thêu này đi, đều do một người thêu thành. Cô ấy chính là vợ của tôi, Lục Nhã Khanh. Hay lắm, hay lắm. Giỏi lắm. Hay quá, hay lắm. Tại đây, tôi vô cùng cảm ơn vợ tôi Lục Nhã Khanh. Sự cảm kích này không chỉ là của người chồng với người vợ, hay sự cảm kích của một thương nhân đối với đối tác làm ăn, mà còn là sự cảm kích của một người Trung Quốc với một nghệ thuật gia quốc túy. Nói hay lắm, nói hay lắm. Nói hay quá. Cũng chỉ là lời tỏ tình ghê tởm của một phần tử phong kiến ngoan cố
với Dương Nghiệt phong kiến mà thôi. Đúng, nói đúng lắm. Cô ở đâu tới? Đây là nơi chúng tôi làm ăn chính đáng. Đi mau đi, đi chỗ khác đi. Không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không mất đi phán đoán về lương tri, vì cái gọi là làm ăn chính đáng này. Mọi người xem đây là gì? Đây là hàng thêu có giá 50 đồng đại dương. Tốn nhiều tiền như vậy để mua những thứ này. Mọi người đã bị thứ mà họ gọi là quốc túy lừa gạt, bị chế độ phong kiến làm mờ mắt rồi. Đúng. Mọi người nghe tôi nói, thương nhân này lấy danh nghĩa quốc túy lừa gạt tư tưởng của mọi người, lừa gạt tình cảm của mọi người. Cái gọi là quốc túy chẳng qua chỉ là khăn bó chân hoa lệ mà thôi. Mọi người phải gỡ bỏ khăn bó chân, hướng về thế giới mới. Hay. Hay. Lâm Thái. Hay lắm. Cô gái này tên là gì vậy? Đi thôi, đi phát tờ rơi. Đúng đúng. Nào, xem tờ rơi của chúng tôi đi. Mọi người xem đi. Xem cái gì mà xem? Mọi người xem đi. Không được xem, không được xem. Không được xem, không được xem. Cho tôi một tờ, mọi người. Mọi người nghe tôi nói, để chúc mừng lễ ra mắt sản phẩm mới của xưởng thêu đồng ký chúng tôi. Chúng tôi có hoạt động khuyến mại, chỉ cần mua đủ 15 đồng đại dương ở tiệm chúng tôi sẽ có quà tặng kèm. Mọi người hãy dùng hành động thực tế của mình ngăn chặn sự độc hại của chế độ phong kiến. Hãy chung dùi giải buộc chân vào thùng rác thời đại đi. Đừng bị tên gian thương này lừa gạt tư tưởng của mọi người. Mọi người đi 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 đi. Làm gì vậy? Đi đi. Mau đi đi. Mau đi đi. Mọi người ơi, nhớ xem tờ rơi của chúng tôi ha. Mọi người đi xem nha. Phải coi tờ rơi đó. Xem cái gì mà xem? Đi 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 đi. Coi tờ rơi đó. Coi tờ rơi của chúng tôi. Phải coi tờ rơi đó. Đi 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 đi. Hôm nay phát nhiều tờ rơi vậy, thật thoải mái, sảng khoái thật đó. Tôi nói này, tờ báo ngày mai chắc chắn có tin tức của chúng ta. Đúng đó. Nói thật lòng, hôm nay cậu nói giỏi lắm đó. Có phải cậu đã chuẩn bị bài diễn giải trước không? Tôi cần gì chuẩn bị bản thảo chứ. Đúng, đại tiểu thư đàn của chúng ta có tài văn chương đó. Đàn đại tiểu thư cái gì? Đó là cái xấu của phong kiến. Đàn chủ tịch, đàn nữ hiệp. Đúng, đúng. Anh hùng đàn. Anh hùng, anh hùng. Ví dụ nói cô đàn, tiểu thư đàn rất bình thường mà. Làm gì phải cái xấu phong kiến gì đâu. Mặc kệ là nước ngoài hay nước trong, tôi đều không thích nghe. Sau này đừng nói nữa. Nữ hiệp uống nước. Anh lén là lén lút làm gì vậy? Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đứng nhìn thôi. Nhìn gì mà nhìn? Có gì hay mà nhìn? Quay qua đây. Xinh lắm. Vô cùng xinh. Cô rất xinh. Qua đó, qua đi. Thích nhìn đúng không? Nhìn đi đâu vậy? Đánh anh ta. Đánh anh ta đi, đánh đi. Đừng đánh, đừng đánh. Đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Ném đi. Đừng mà. Đừng ném, đừng ném, thả tôi xuống. Thả xuống, thả xuống đi. Nhìn đi. Sao cũng được, đừng ném tôi xuống nước mà. Lưu manh khốn kiếp. Mọi người nghe thấy rồi đó. Chính anh ta nói vậy. Anh nói đó. Nào nào nào, ra đây đi. Ra đây đi. Xin lỗi, xin lỗi. Đừng chơi như vậy, ở đây nhiều người. Chẳng phải anh muốn nhìn sao? Như vậy đi, anh đi từ đây tới chỗ bán hoa kia, tôi sẽ cho anh nhìn. Đúng đó, đi đi. Đi đi. Tôi xem ở đây không được sao? Anh phải đứng từ xa nhìn. Nhìn hay là không nhìn? Có nhìn không? Nhìn hay không? Nhìn không? Tôi nhìn. Được. Mời. Được. Mời. Mời. Nhanh lên. Các vị hương thân phụ lão, mau tới xem đây. Đệ nhất biến thái Dung Thành.
tới chưa? Đứng đó đi. Đã hứa rồi, để tôi nhìn mà. Lưu manh, anh đứng lại cho tôi, đứng lại. Thiệu Vĩ, ăn cơm thôi. Anh sắp xong rồi. Sao đột nhiên lại muốn vẽ tranh vậy? Có cảm hứng. Anh nói xem, phong kiến là gì? Phong kiến chính là những thứ già rồi, hỏng rồi, cũ rồi. Chắc là những thứ đó. Sao vậy? Em vẫn đang nghĩ chuyện xảy ra hôm nay sao? Hôm nay nhìn những học sinh đó nói chuyện hùng hồn như vậy, em nghĩ cho dù họ nói không đúng, chắc cũng không phải hoàn toàn vô lý. Bọn họ nói hàng thêu là giải buộc chân hoa lệ, anh thấy sao? Ngày mai anh sẽ biết. Tại sao ngày mai sẽ biết? Bởi vì ngày mai giải buộc chân hoa lệ của chúng ta nhất định sẽ được rất nhiều người tân bốc. Đồng phục trên người những học sinh đó chẳng theo gì cả, chẳng qua chỉ làm từ vải bình thường. Nhưng sao bọn họ mặc vào lại tươi sáng, đẹp đẽ như vậy chứ? Anh thấy tất cả hàng thêu trên thế giới này cộng lại cũng không đẹp bằng em. Em nói thật đó, anh cũng nói thật mà. Em nếu như cũng được đi học thì tốt biết mấy. Mặc dù em chưa từng đi học, nhưng mà em hiểu đạo lý còn nhiều hơn người khác. Anh lại dỗ em. Anh nói thật đó. Mặc kệ anh, ăn cơm thôi. Mau đưa cho tôi. Đẹp lắm đó. Đồng Thiệu Vĩ đây là ai? Tôi không biết. Tôi quen đó. Tên khốn kiếp này muốn làm gì? Lần trước bị đánh vậy vẫn chưa đủ sao? Anh nói anh quen sao? Chúng tôi không chỉ quen, cậu rất thân nữa. Cũng muốn tìm hiểu cậu ấy làm gì. Mau nói đi. Vậy Đồng Thiệu Vĩ là người như nào? Có nhiều người quá, tôi không nói được. Đừng làm bộ làm tịch, mau nói đi. Đúng đó. Vậy anh muốn làm sao mới nói? Đi với anh ta đi. Nói mau. Nói đi. Mời qua bên đó. Ngon không? Ngon lắm. Đến món này cô cũng chưa từng ăn sao? Tôi chưa ăn ở đây bao giờ. Của cô hết đó. Tôi nói này, đồ ăn ngon ở Dung Thành rất nhiều. Hơn nữa đều ở chỗ như vậy. Vậy sao? Nhưng từ nhỏ người nhà đã không cho tôi ăn những món này rồi, kêu là không sạch sẽ. Tôi nói này, những nơi không sạch sẽ mới là cực phẩm. Hơn nữa có câu nói, ăn bẩn sống lâu. Có lý lắm. Đương nhiên. Chưa nói chuyện chính với anh. Tôi đã chạy tới đây ăn cùng với anh rồi. Có phải anh nên nói cho tôi biết Đồng Thiệu Vĩ là người như nào không? Cô tìm hiểu cậu ta làm gì? Tò mò thôi. Cô rảnh rỗi thì tò mò tôi này.
Thật là, anh có gì đáng tò mò chứ? Tôi thấy anh chẳng qua chỉ là một công tử bột vô lại mà thôi. Tôi đúng là công tử bột. Đồng Tiểu Vĩ đó cũng là công tử bột, còn biết ăn chơi hơn tôi đó. Đồng Tiểu Vĩ rốt cuộc là người như nào? Anh ta làm nghề gì? Tổ tiên nhà họ mở xưởng thêu đồng ký, bây giờ cưới được người vợ, được vợ bao nuôi mà thôi. Có phải anh ta biết vẽ tranh không? Có ai không biết vẽ chứ? Tôi cũng biết vẽ mà. Có cơ hội sẽ cho cô xem tác phẩm của Lâm công tử tôi vẽ. Nói phét. Xưởng thêu đồng ký, thú vị đó. Anh cứ nhìn tôi làm gì? Tôi thấy cô cười lên rất xinh. Lâm Thái, anh giúp tôi chuyện này đi. Nhưng mà cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Lần sau khi gặp tôi cũng phải cười như vậy nha. Không đứng đắn gì hết. Được, tôi đồng ý. Anh phải giúp tôi nghĩ cách dập tắt quy phong của Đồng Thiệu Vĩ. Cô phải nói sớm chứ. Chuyện này cứ chốt như vậy đi. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Các hương thân phụ lão, mọi người ơi, mau qua đây nào. Nhanh lên, nhanh lên. Qua đây có chuyện hay. Buổi thuyết giảng Dung Thành, truyền bá tư tưởng mới. Hôm nay người thuyết giảng chính là sinh viên tài năng của trường Dục Hiền, cũng là chủ tịch hội học sinh của trường Dục Hiền. Mời Đàn Điềm tiểu thư. Vỗ tay hoan nghênh. Các vị hương thân phụ lão, 15 đồng đại dương có thể làm được gì? 15 đồng đại dương có thể mua được rất nhiều lương thực, để mọi người có thể ăn uống no nê. 15 đồng đại dương có thể sửa một đoạn đường, để mọi người đi lại thuận tiện. 15 đồng đại dương có thể chế tạo một khẩu súng, để binh sĩ bảo vệ tổ quốc. Nhưng ở đây, chính là nơi này, 15 đồng đại dương chỉ có thể mua được một bộ quần áo cho phụ nữ. Mọi người nói xem có còn đạo lý không? Quá vô lý, vô lý. Mọi người, bây giờ quốc gia của chúng ta đang ở trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Mọi người nên đoàn kết lại. Mọi người, mọi người ơi, 15 đồng đại dương không phải chỉ mua được một bộ quần áo, mà là sự tôn trọng với nền văn minh. 15 đồng đại dương quả thật không phải mua được một bộ quần áo, mà là một tấm vải bó chân hoa lệ. Đúng, nói hay lắm. Nói to thì có gì giỏi chứ. Hàng thêu là nghệ thuật do người Trung Quốc sáng lập nên. Nó đại diện cho tinh thần của người Trung Quốc. Hay lắm. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Đó là công cụ của số ít người có ý đồ bất chính. Đúng, đúng. Nó có thể truyền lại qua nhiều thế hệ, là vì nó có được thổ nhưỡng dân gian hùng hậu. Đó chính là thứ mà chúng ta không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng mà vẻ đẹp của nó đã lỗi thời, đã mục nát rồi. Nó đã đi ngược lại thời đại của chúng ta. Đúng không sai? Đúng. Nói hay lắm, nói hay lắm. Vẻ đẹp của hàng thêu là mới mẻ, là sinh sôi nảy nở, cùng phát triển với thời đại của chúng ta. Hay lắm, nói hay lắm, nói hay lắm. Mọi người xem này. Mọi người hãy dùng trái tim để cảm nhận nó. Nó là gì? Nó không chỉ là dài đường vẽ một bức tranh, nó còn là trí tuệ của người xưa và là tâm huyết của người thời nay. Nó có trí tưởng tượng và sự sáng tạo phong phú. Đây chính là thứ mà quốc gia chúng ta cần nhất bây giờ. Đúng,
Đúng, cần nhất bây giờ. Chúng ta đương nhiên cần lương thực, đường đi và cả vũ khí. Nhưng mà chúng ta càng cần có nhiệt huyết với nền văn minh. Chúng ta phải dùng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo để tạo nên thời đại mới. Hay lắm, hay lắm, thời đại mới. Hay lắm, hay lắm. Nói hay lắm. Mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với đồng chí bao nhiêu năm nay. Chúng tôi sử dụng tất cả nỗ lực và tâm huyết để đền đáp sự ủng hộ mà mọi người dành cho chúng tôi. Cảm ơn. Hay lắm, nói hay lắm. Ông chủ đồng nói hay lắm. Có lý lắm. Nói hay lắm. Tới cô rồi. Xuống đi. Đồng ký lại lên báo rồi. Đồng Thiệu Vĩ nổi tiếng thật rồi. Việc buôn bán của chúng ta sao rồi? Tốt được sao? Thu nhập không chỉ giảm một nửa đâu. Tôi thấy cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chẳng còn gì đâu. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là lấy được cách theo mới. Phải lấy kiểu gì đây? Chẳng phải anh cũng nói rồi hay sao? Người ta đề phòng anh như phòng trộm. Anh không trộm được, cũng không học được. Anh nói xem phải làm sao? Hay là chúng ta thương lượng đi, dùng 1/3 cổ phần của Hoàng Ký để đổi lấy cách theo mới của Lục Nhã Khanh. Anh xem có được hay không? Cậu mới quen Lục Nhã Khanh ngày 1 ngày 2 sao? Với tính cách của cô ta, cậu cảm thấy cách theo của cô ta có thể mua được bằng tiền sao? Anh nói xem phải làm sao. Được rồi, ván cờ này đã đến đường cùng rồi. Vẫn chưa đâu. Vẫn còn có cách. Cách gì? Từ bây giờ, chúng ta không trộm của cô ta, cũng không học của cô ta, càng không lấy tiền mua lại cách thêu, nhưng vẫn có thể lấy được cách thêu đó. Anh tin không? Cách gì vậy? Lục Nhã Khanh đó. Hoàng thiếu gia, để đầu bếp Vương đợi lâu rồi. Đừng khách sáo vậy, nào ngồi xuống đi. Trà ngon không? Ngon lắm. Đầu bếp Vương, sao anh không uống? Chắc là anh không biết, đây là trà trắng thượng hạng vừa hái về đó. Anh gửi đi. Mùi hương quanh quẩn lòng người. Tôi nói anh nghe, trà ngon vậy thường tôi không đỡ mời người khác uống đâu. Anh uống đi. Dạ cảm ơn. Uống đi. Đầu bếp Vương, anh có biết ngày hôm nay tại sao tôi lại mời anh đến đây không? Tôi không biết. Tôi mời anh đến đây là muốn nói chuyện với anh. Anh có biết chuyện làm ăn của Tuyết Tiên Lâu tại sao lại ngày càng đông khách, ngày càng phát đạt hay không? Tôi không biết. Không biết đúng không? Để tôi nói cho anh biết. Chỉ có hai điểm rất quan trọng. Điểm đầu tiên là cô gái ở Tuyết Tiên Lâu xinh đẹp. Ai cũng xinh đẹp như hoa. Mỗi lần tôi tới Tuyết Tiên Lâu là tâm tình phơi phới. Còn một điểm quan trọng nữa là đồ ăn mọi người nấu rất ngon. Tất cả đều nhờ đầu bếp giỏi như mọi người. Cảm ơn Hoàng thiếu gia đã khen. Đừng có đứng ngay ra đó nữa mà ngồi đi.
Vậy nên lần này mời đầu bếp Vương tới đây là muốn anh giúp tôi một chuyện. Vậy nên ngày mai tôi sẽ tổ chức tiệc lớn ở Hoàng Phủ. Tôi mời vài vị khách quý người Nhật tới dự. Anh biết tại sao tôi lại mời họ tới không? Bởi vì tôi cũng là người làm ăn. Người làm ăn thì rất chú trọng xã giao, có qua có lại mà. Dạ, vậy nên tôi muốn vun đắp tình cảm cho họ. Dạ. Anh nói coi tôi nên mời ai tới. Tôi lập tức nghĩ tới Túy Tiên Lâu. Nhưng mà đầu bếp của Túy Tiên Lâu quá đông. Tôi suy nghĩ mãi, đầu bếp nấu ngon nhất ở đây chính là đầu bếp Vương. Vậy nên tôi muốn mời anh tới phủ làm đầu bếp chính của bữa tiệc lần này. Hoàng thiếu gia yên tâm, bữa tiệc ngày mai tôi nhất định sẽ làm tốt, sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh cho tôi. Được, tôi tin anh. Đầu bếp Vương, ngày mai làm phiền anh rồi. Đầu bếp Vương, cà chua này có ăn được không? Ăn đi, cũng không phải thứ gì đắt đỏ. Vậy tôi ăn một trái nha. Được. Học nói theo tôi nào. Chúc mừng phát tài. Nói đi. Chúc mừng phát tài. Tên khốn kiếp, tên khốn kiếp, tên khốn kiếp. Dám nói tôi là tên khốn kiếp sao? Cẩn thận tôi vặt lông nấu canh mày luôn. Thiếu gia, có chuyện gì mà căng thẳng vậy? Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Lượng tử dưới nhà bếp hình như trúng độc rồi. Sắp không xong rồi. Thiếu gia mau đi xem sao. Sắp không xong rồi sao? Cậu nói thật sao? Thật mà, đi mau, đi thôi. Người anh em, người anh em, người anh em. Tránh ra. Sao vậy? Mấy người, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là sao vậy? Hôm qua vẫn còn sống yên ổn, sao nói chết là chết được? Không biết lượng tử hôm nay làm sao, cứ loanh quanh mãi trong bếp. Sau đó tôi thấy cậu ấy ăn trộm thịt gà nướng. Lúc sau không biết tại sao đột nhiên ngã xuống. Ăn trộm thịt gà nướng. Vương Trường Vinh, anh giỏi lắm. Tôi có ý tốt nên mời anh tới phủ nấu ăn, đến kiếm thêm chút tiền. Không ngờ anh hạ độc khiến cho người của tôi chết rồi. Anh có ý đồ gì hả? Hoàng thiếu gia, không nói linh tinh được đâu. Sao tôi có thể hạ độc được? Anh nói vậy có ý gì chứ? Không phải anh hạ độc, lẽ nào là tôi hạ độc tự hại chết người của mình? Còn nữa, khi anh tới, ai có thể chứng minh anh không mang theo độc trên người? Người của Tế Tiên Lâu, các người chuyện gì mà không làm được chứ? Anh còn dám cãi? Người đâu? Có tôi, nhốt anh ta lại cho tôi. Hoàng thiếu gia, anh nghe tôi nói đã. Hoàng thiếu gia, Hoàng thiếu gia, cậu ta là người của các anh. Hoàng thiếu gia, được rồi, đừng giả vờ nữa, mau đứng lên đi. Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Tôi bị quan, tôi bị quan mà. Anh bị quan? Không ngờ đó, Vương Trường Vinh, anh cũng cứng miệng thật đó. Còn dám nói mình bị quan? Anh hại chết người của tôi rồi. Còn quan uổng sao? Còn dám nói bị quan? Cho anh nói bị quan này, tôi đánh chết anh, đánh chết anh, đánh chết anh. Còn nói bị quan nữa hay không? Hoàng thiếu gia, tất cả đồ ăn đều là người của Hoàng Phủ các anh chuẩn bị. Tại sao tôi phải hạ độc? Họ Vương kia vẫn còn cứng miệng quá ha. Sao mà tôi biết tại sao anh hạ độc? Thường ngày đối xử với anh không tệ, mỗi lần tới Túy Tiên Lâu đều cho các anh thêm tiền.
Tôi muốn anh kiếm thêm chút tiền ngoài nên mới mời anh tới hoàng phủ nấu ăn. Thật không ngờ anh dám hạ độc. May mà người anh hại chết là người hầu của tôi. Nếu như anh hại chết người Nhật Bản thì thảm rồi. Anh sẽ hại cả hoàng phủ chúng tôi đó. Tôi đánh chết anh. Hoàng Hỷ Thiện, người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám. Tôi là đầu bếp, mặc dù ngốc nhưng tôi không ngu. Anh rất tâm mời tôi tới đây diễn màn kịch này. Rốt cuộc là muốn làm gì? Rốt cuộc anh định làm gì? Mở cửa. Mở cửa đi. Hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia. Làm gì vậy? Ban ngày ban mặt mà la lối ôm sờm. Hoàng thiếu gia, ai tới vậy? Mở cửa đi. Dám nhốt cô Bạch ngoài cửa, có còn muốn sống nữa hay không? Hoàng thiếu gia, Bạch cô nương, ngọn gió nào đem tới đây vậy? Tôi biết rồi, em nhớ tôi đúng không? Nào hôn một cái. Hoàng thiếu gia, tôi tới đón người. Đón người của Tứ Tiên Lâu. Em nói gì vậy? Em nhìn hoàng phủ của chúng tôi đi, giống nơi có người của Tứ Tiên Lâu mọi người hay sao? Hơn nữa, mỗi lần tôi tới Tứ Tiên Lâu chẳng phải chỉ yêu thương mình em thôi hay sao? Tôi không tới đón cô gái, tôi tới đón đầu bếp. Nghe nói đầu bếp nhà chúng tôi gây quả ở hoàng phủ. Đúng là không có chuyện thì không tìm đến cửa ha. Tôi còn tưởng em tới thăm tôi, không ngờ là em không quên được tên đầu bếp kia. Phúc phận của tên đầu bếp đó không tệ nha. Có thể dụ được hai mỹ nhân nổi tiếng của Tứ Tiên Lâu, còn khiến em ban ngày ban mặt tới hoàng phủ đòi người. Lẽ nào em đã quên thường ngày tôi quan tâm em như nào, yêu thương em như nào rồi sao? Bây giờ em đứng trước mặt tôi cứ nhắc mãi tới tên đầu bếp đó, em nói xem tôi sẽ nghĩ sao? Tôi rất đau lòng. Hoàng thiếu gia, Bạch mẫu đơn tôi đã tới đây rồi. Chỉ cần anh chịu thả đầu bếp Vương, bất luận anh có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ không từ chối đâu. Em đùa tôi sao? Em đang mặc cả với tôi đó hả? Tôi nói cho em nghe, tôi không có gì ngoài tiền. Chỉ cần tôi muốn chơi thì cứ tới Tứ Tiên Lâu tiêu tiền là đủ. Còn cần phải thương lượng với em hay sao? Em nên biết tên đầu bếp đó phạm tội không nhỏ đâu, là án mạng đó, có hiểu không? Án mạng? Án mạng cái gì? Xem ra em thực sự không biết gì hết. Vậy được, để tôi nói cho em biết. Tôi vốn dĩ có ý tốt mời đầu bếp Vương tới phủ nấu bữa cơm để tôi tiếp khách, nhưng mà tôi không ngờ anh ta lại to gan như vậy, dám bỏ độc vào thức ăn, đầu độc chết người hầu của tôi. May mà người anh ta hại chết là người của tôi. Nếu như anh ta hại chết khách Nhật Bản, chuyện này tôi có thể che giấu được hay sao? Chuyện này sẽ gây sóng gió lớn đó. Vậy phải làm sao? Nhưng mà tôi từ trước tới nay là người nhân hậu, vậy nên chuyện này tôi có thể đè xuống được. Tôi không hề giao người cho quan phủ. Thực ra tôi nghĩ chuyện này chúng ta giải quyết riêng, đơn giản là được. Giải quyết như thế nào? Bạch mẫu đơn, chỉ cần cô chịu giúp tôi có được thứ mà tôi muốn, tôi đảm bảo với cô, tôi sẽ giao lại đầu bếp cho cô thật lành lặn. Nhã Khanh, chị cầu xin em, bây giờ chỉ có em mới giúp cứu được đầu bếp thôi. Chị mẫu đơn, chị mau đứng lên đi. Chị đang làm gì vậy? Chị và anh Trường Vinh đều là ân nhân đã cứu mạng em. Có chuyện gì em sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là chuyện này liên quan tới chuyện lớn của Đồng gia, em phải thương lượng với Thiệu Vĩ. Em nắm chắc mấy phần có thể thuyết phục được Đồng thiếu gia? Dạ Khanh, chị biết chuyện này rất làm khó cho em,
Nhưng mà trước mắt chị thật sự không có cách nào khác. Đầu bếp Vương hại chết người. Chuyện này một khi truyền ra ngoài, mạng của đầu bếp Vương sẽ khó giữ được. Chị Mẫu Đơn, Tiểu Vĩ biết quan hệ của em và anh Trường Vinh, em nghĩ anh ấy sẽ giúp thôi. Nhã Khanh, chị Mẫu Đơn đứng lên đi. Không phải chị không tin mọi người, cũng không phải chị tầm nhìn hạn hẹp. Bạn của đầu bếp Vương đang rất nguy hiểm. Quan Hỷ Thiện nói, nếu như trong một tiếng em không xuất hiện, đầu bếp Vương sẽ bị đưa đến quan phủ. Tới khi đó, nếu như bạn người khó giữ, chị phải làm sao đây? Chị không được chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nhã Khanh, em đi đâu vậy? Chúng tôi hẹn nhau đi xem kịch. Đồng thiếu gia, để hôm khác mời anh uống trà. Đi thôi Nhã Khanh. Nhã Khanh, anh có chuyện muốn nói với em. Đợi em chút. Sao vậy? Lần trước khai thái nhập vào một lô chỉ thêu, anh đã tìm được nơi xuất hàng ở Dung Thành rồi. Thật sao? Anh đã mua toàn bộ chỉ thêu rồi. Anh chuẩn bị tới Tô Châu tuyển thợ thêu. Đồng ký có thể lật ngược tình thế rồi. Nhưng mà chúng ta có nhiều tiền vậy sao? Đi vay. Ngân hàng Trung Nam đã đồng ý cho chúng ta vay rồi. Vay sao? Nhã Khanh à, em yên tâm đi. Em chỉ cần phụ trách nghiên cứu cách thêu, những chuyện khác cứ giao lại cho anh. Thiều Vĩ, em... Nhã Khanh à, không kịp rồi, đi mau thôi. Thiều Vĩ, đi. Em đi trước đi. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Đi thôi. Anh Trường Vinh, anh Trường Vinh, anh Vinh, anh Trường Vinh. Mẫu Đơn, Nhã Khanh, sao mọi người lại tới đây? Quan Hỷ Thiện, anh là tên súc sinh, anh không phải là con người. Mẫu Đơn, được rồi, chỗ nào mà còn anh em nữa. Tôi nói cho mọi người biết, tôi tâm địa lương thiện, giúp bé tha cho mạng chó của anh ta, đổi thành người khác thử xem. Anh Trường Vinh, anh ráng thêm chút nữa. Ông chủ Hoàng, xin anh thả anh ấy ra đi. Đi. Nhã Khanh, anh ta muốn em làm gì? Chẳng lẽ là... Không được đâu Nhã Khanh. Em không thể làm chuyện ngốc nữa. Mạng của anh không đáng tiền. Anh không muốn em hy sinh bất cứ điều gì vì anh nữa. Trường Vinh, anh đừng vội. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh đừng nhắc tới cái chết vậy. Anh chết rồi em phải làm sao? Anh Trường Vinh, không phải như anh nghĩ đâu. Anh yên tâm đi, anh ta sẽ không làm gì em hết. Anh bao giờ cùng với chị Mẫu Đơn đi. Nhanh lên Mẫu Đơn, dẫn anh Trường Vinh về đi. Không được, đi thôi. Đi thôi Nhã Khanh, đi thôi Nhã Khanh. Anh tin em đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong chưa? Có thể bắt đầu được chưa? Chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người ở đây. Hôm nay tôi muốn thảo luận với mọi người về tình yêu. Tôi muốn hỏi mọi người nghĩ sao về tình yêu. Mời em. Tình yêu là tình cảm đẹp đẽ nhất, vô tư nhất, thuần khiết nhất trên thế giới này. Tình yêu cũng chia thành tình yêu lớn và tình yêu nhỏ. Cái gọi là tình yêu lớn chính là tình yêu đối với chúng sinh trên thế giới này. Cái gọi là tình yêu nhỏ chính là tình yêu của chúng ta với một người đặc biệt. Mời em. Yêu người khác và được người khác yêu chính là tất cả. Đó là quy luật của vũ trụ. Chúng ta tồn tại để yêu. Người có tình yêu sẽ không sợ bất kỳ vật gì hay bất kỳ ai. Đó là lý giải về tình yêu của em.
Tôi có một quyển sách, có một chương nằm trong phần tiên tri của tiên sinh Gibran, gọi là Luận Ái. Đàm Điềm, tôi nghe nói em là học sinh phát âm tiếng Anh hay nhất trong trường. Mời em lên đọc bài. Đàm Điềm, đừng chơi nữa. Làm gì vậy? Thầy gọi cậu lên đọc thơ kìa. Đọc thơ gì chứ? Luận Ái của Gibran. Em đang cười gì vậy Đàm Điềm? Không có gì à? Đây là gì? Đẹp đó. Đây là bạn trai của em sao? Không phải à? Tuyệt. Quá tuyệt. Quá thật quá đẹp. Cô nhớ kỹ chưa? Bẩm thiếu gia, tôi đã nhớ rồi. Đàn Điềm, vừa nãy sao vậy? Người đàn ông đó là ai vậy? Anh ấy là Đồng Thiệu Vĩ, là ông chủ của xưởng thêu Đồng Ký ở Thành Bắc. Anh ta... Cậu thích anh ta rồi đúng không? Sao có thể chứ? Vậy cậu vẽ anh ta làm gì? Tôi vẫn còn tức mà. Cậu không thấy tôi vẽ anh ta thành con rùa đục đầu hay sao? Hôm qua khi tôi tới xưởng thêu Đồng Ký, tôi còn chưa nói gì. Tên khốn nạn đó đã đuổi tôi ra ngoài rồi. Cái gì? Anh ta đuổi cậu ra ngoài sao? Đúng vậy, tức chết tôi mà. Xưởng thêu mở cửa buôn bán, anh ta dựa vào cái gì mà đuổi cậu chứ? Sao mà tôi biết được? Tôi còn chưa làm gì. Anh ta đã nói một tràng những lời kỳ lạ. Anh ta nói tôi không có lòng tự trọng. Không tự trọng? Tên khốn đó dám bắt nạt Đàn Điềm nhà chúng ta. Đi, bây giờ chúng ta tới xưởng thêu Đồng Ký cho anh ta một bài học. Anh ta đúng là không biết trời cao đất dày. Không sai, đúng. Chào mọi người. Chào cô Điềm. Cô Điềm cái gì? Khó nghe chết được. Đúng, Điềm Điềm. Nên gọi là cô Điềm Điềm. Cũng không đúng, phải là Điềm Điềm. Đúng, Điềm Điềm. Điềm Điềm, cô nghe tôi phát âm này. Điềm Điềm. Đi thôi. Mọi người đi đâu vậy? Chúng tôi tới xưởng thêu Đồng Ký dạy dỗ tên Đồng Thiệu Vĩ kia một bài học. Đợi tôi với. Đợi tôi nữa. Xem tự nhiên. Xem cái đó đi. Xem cái này đi. Trưởng quầy, chào cháu. Túi thơm này giá bao nhiêu? Túi thơm này 2 đồng đại dương. Các bạn ơi, mau tới xem này. Một túi thơm nhỏ xíu như này, họ bán tận 2 đồng đại dương. Chẳng phải là bán giá cắt cổ hay sao? Đúng vậy, tận 2 đồng đại dương. Các cháu học sinh đừng kêu gào dội. Tôi thấy mọi người có mắt nhìn lắm đó. Mọi người có biết túi thơm này là chiếc túi mà xưởng thêu Đồng Ký chúng tôi làm thủ công cẩn thận nhất đó? Nào, cháu xem này. Biên ép chỗ này thêu rất đẹp. Biên ép? Biên ép là cái gì? Để tôi giải thích cho mọi người nghe. Biên ép chính là phương pháp thêu trùng điệp từng lớp bên nhau, không có khe hở giữa hai bông hoa. Cháu nhìn này, từng đường kim mũi chỉ thêu vô cùng tinh tế. Tôi nói các cháu nghe, phương pháp thêu này chỉ những thợ thêu có tay nghề tuyệt đỉnh mới có thể thêu được túi thơm này thôi. Nguyễn hoặc vậy sao? Được, chúng tôi xem những thứ khác. Được, mọi người cứ thông thả xem đi. Cái này không tệ. Đúng vậy. Mọi người đừng làm loạn nữa. Sao hả?
Đây là áo liệm, không được mặc linh tinh đâu. Tôi nói nè, mặc bộ đồ này không may mắn. Cởi ra, cởi ra. Ông biết là áo liệm mà lại bày bán trong tiệm sao? Sao lại là cô? Đừng cười. Xử theo đồng kiến, mở cửa buôn bán. Dựa vào cái gì mà không cho khách vô? Chẳng lẽ còn có kiểu ông chủ đuổi khách hay sao? Đúng vậy. Lẽ nào mọi người tới mua áo liệm hay sao? Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Chúng tôi muốn tới coi thử. Xử theo đồng ký nổi tiếng lâu đời khắp Dung Thành, rốt cuộc có bảo bối gì? Xử theo đồng ký không có bảo bối gì hết. Tất cả đều dựa vào kỹ thuật tổ tiên truyền lại, từng đường kim mũi chỉ, không theo kịp tư tưởng mới của mấy người. Ai nói học sinh có tư tưởng mới thì không hiểu văn hóa truyền thống chứ? Nhìn anh cũng lịch sự nho nhã, sao nói chuyện lại nhỏ nhen vậy? Được, tôi không nói linh tinh với cô nữa. Mọi người học theo phương Tây, học tư tưởng mới, rất tốt. Nhưng tôi khuyên cô một câu, mọi người hướng về tư tưởng mới tự do, đó là chuyện của bản thân mọi người. Đừng cản trở tới người khác. Làm gì có người khác nào đâu, làm gì có người khác nào đâu. Chỉ còn lại chúng ta, có phải không? Khách trong tiệm khi nãy đều bị các cô dọa chạy mất rồi. Chúng tôi không có cố ý. Thiệu Vĩ, Thiệu Vĩ, tôi nói sự thật vậy. Vừa nãy khi chúng tôi tới thì không có ai hết. Lão Nghiêm, tiễn khách. Được rồi, mọi người ai làm việc nấy đi. Đợi chút. Đồng tiên sinh, hôm nay không phải chúng tôi tới làm loạn. Chúng tôi muốn tới xem hàng theo trong cửa hàng. Nếu như để gây phiền phức cho anh thì tôi xin lỗi anh. Nhưng tôi muốn nói với anh một câu, mặc dù chúng tôi học theo phương Tây lớn lên, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không hiểu văn hóa truyền thống. Đây là suy nghĩ phiến diện của anh. Tạm biệt. Có gì giỏi chứ? Một túi thơm mà bán tận 2 đồng đại nhân. Cửa hàng không tốt, chúng tôi không tới nữa. Đi thôi, tạm biệt. Đi đi, ai làm việc người đó đi. Tạm biệt. Thiếu gia, đám học sinh này đúng là làm loạn mà. Lão Nghiêm, tôi đã xử lý xong khoản vay ngân hàng rồi. Làm xong rồi? Đúng vậy. Sao vậy? Không có gì, không có gì. Lão Nghiêm, tôi biết chú áp lực rất lớn. Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Trước mắt chỉ cần duy trì lượng kinh doanh thêm 2 tháng, xưởng theo đồng ký chúng ta sẽ có thể bước vào trạng thái tuần hoàn bình ổn. Chú yên tâm đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Tôi nói thật với thiếu gia, tôi chỉ sợ việc kinh doanh sẽ không duy trì tiếp được. Tại sao? Vốn dĩ mấy hôm nay kinh doanh cũng không tệ, chứ không biết tại sao tới hôm nay đột nhiên giảm hẳn. Có biết lý do không? Bây giờ vẫn chưa biết lý do, nhưng tôi đã sai người tới xưởng theo khác điều tra rồi. Chú lấy sổ sách hôm nay cho tôi xem. Được. Hoàng Ký, Hoàng Ký làm sao? Xưởng theo Hoàng Ký ra sản phẩm mới. Sản phẩm mới gì? Nghe mọi người nói, bất luận là màu sắc hay cách thêu đều giống với đồng khí chúng ta. Nhưng bên đó thêu máy, vậy nên rẻ hơn chúng ta một nửa. Thiếu gia, cậu xem chuyện này. Họ còn treo trong tiệm một bức tranh Bàn Long Xuất Vân, đó là bảo bối thần tài của tiệm. Còn nói cái gì? Còn nói là đích thân Lục Nhã Khanh cô nương theo. Mọi người, tôi biết mọi người tới đây vì bức tranh này. Tác phẩm này, quá trình thêu phức tạp, đường thêu tinh tế, là vật báu vô cùng quý giá. Điểm quan trọng nhất chính là bức tranh này do đích thân cô Lục Nhã Khanh, đệ nhất thêu thủ của Dung Thành. Ai là người đưa ra giá cao nhất thì sẽ có được bức tranh này. Được, đồng ý. Mọi người đồng ý chứ? Đồng ý, đồng ý. Được, nếu như mọi người đều đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. 3 đồng đại dương, 5 đồng, 8 đồng, 8 đồng. Giá cao thật đó. 50 đồng, 50 đồng, 50 đồng đại dương. Đúng. Cô chịu mua với giá 50 đồng đại dương đúng không? Đúng. Mọi người đều nghe thấy rồi đó. Vị phu nhân này đồng ý mua với giá 50 đồng đại dương. Nào, chúng ta vỗ tay cổ vũ.
50 đồng đại dương lần 1, 50 đồng đại dương lần 2, 200 đồng đại dương, 200 đồng đại dương. Phu nhân, cô thực sự đồng ý mua với giá 200 đồng đại dương sao? Đương nhiên tôi đồng ý. Thứ tôi thích, bao nhiêu tiền cũng không coi là đắt. Mọi người, mọi người, mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Vị phu nhân này đồng ý mua với giá 200 đồng đại dương. Chúng ta vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ nào. Vậy chúng ta bắt đầu ra giá lần cuối. 200 đồng đại dương lần 1, 200 đồng đại dương lần 2, 200 đồng đại dương lần 3. Đấu giá thành công. Chúc mừng. Cô đúng là quá may mắn. Để tôi đích thân đóng gói lại cho cô. Đợi chút. Bức tranh này đúng là Lục Nhã Khanh thêu sao? Đồng thiếu gia, sao giờ đúng lúc then chốt anh lại chạy tới đây phá hoại? Mọi người, để tôi long trọng giới thiệu cho mọi người, vị này là ông chủ của xưởng thêu Đồng Ký, là Đồng Thiệu Vĩ. Mà bức tranh này là vợ của anh ấy, là Lục Nhã Khanh thêu. Mọi người cổ vũ nào. Hét cái gì mà hét? Tôi còn chưa nói xong đâu. Đồng thiếu gia, bức tranh này vừa được đấu giá thành công, cô ấy đã mua với giá 200 đồng đại dương. Đây là chuyện chưa từng có ở Trung Thành đó. Anh còn không mau tới nhà xuất bản tìm người bạn viết một bài báo đi. Ông chủ Đồng, anh không được chạm vào nó. Bức tranh này đã bán cho vị phu nhân đó rồi. Hơn nữa, thứ này là của xưởng thêu Hoàng Ký chúng tôi, không phải của xưởng thêu Đồng Ký các anh đâu. Nếu ở nhà anh muốn sờ sao cũng được, nhưng mà ở đây thì không có được. Nhưng mà tôi thấy hơi khó hiểu. Đồ mà vợ anh ấy thêu, tại sao lại ở xưởng thêu Hoàng Ký chúng tôi mà không phải ở xưởng thêu của anh ta? Đó là vì xưởng thêu Hoàng Ký chúng tôi phong thủy tốt, có phải không? Phong thủy tốt, phong thủy tốt, phong thủy tốt. Đừng quên về nhà nói với vợ anh, cô ấy thêu được bao nhiêu thứ thì xưởng thêu Hoàng Ký chúng tôi cũng phải có bấy nhiêu thứ. Sao đóng cửa sớm vậy? Không có khách. Mở cửa làm gì? Anh sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu vậy? Anh uống rượu, em không biết tại sao sao? Thiệu Vĩ, có chuyện này em định giấu anh tới khi nào nữa đây? Em không muốn giấu anh chuyện gì hết. Lục Nhã Khanh, bàn long xuất vân của em được treo trong tiệm của Hoàng Hỷ Thiện, người khắp Trung Thành đều biết rồi. Đồng Tiểu Vĩ anh là người cuối cùng biết đó. Anh đừng giận mà, anh nghe em nói. Em đừng nói, anh không muốn nghe gì hết. Anh không biết chuyện đã xảy ra, anh nghe em giải thích được không? Anh Trường Vinh bị Hoàng Hỷ Thiện bắt được thớp. Nếu như em không giao ra cách thêu mới, họ sẽ đi báo quan, có khả năng sẽ lấy mạng của anh Trường Vinh. Giết người đền mạng, đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa, Vương Trường Vinh giết người có liên quan gì tới em? Anh Trường Vinh là thanh mai trúc mã, lớn lên từ nhỏ với em. Anh ấy cũng từng cứu mạng em,
Hơn nữa anh ấy không giết người, là Hoàng Hỷ Thiện đưa quan cho anh ấy. Ý của em nói là Hoàng Hỷ Thiện làm như vậy là muốn lừa lấy cách theo mới của chúng ta. Đúng vậy. Vậy tại sao Hoàng Hỷ Thiện không du quan cho anh để đi du quan cho Vương Trường Vinh? Anh có ý gì chứ? Anh có ý gì hay sao? Anh không thể có ý gì hết. Anh đã thế chấp cả nhà rồi. Anh nói cái gì? Anh đã thế chấp cả đồng gia vào phương pháp theo mới của em rồi. Bây giờ em nói với anh, vì em cứu một đầu bếp của Tí Tiên Lâu mà giao cách theo mới của mình cho Hoàng Hỷ Thiện, đối thủ của anh sao? Được. Anh biết mọi người là thanh mai trúc mã. Lục Nhã Khanh em là người chịu ơn ắt trả. Nhưng mà anh muốn biết Đồng Thiệu Vĩ anh và Đồng Gia là gì trong lòng em? Thiệu Vĩ, em xin lỗi anh. Em không biết. Em không biết anh thế chấp cả nhà rồi. Khi đó em quá vội vàng, em không nghĩ nhiều như vậy. Em không ngờ được em. Hay cho câu không ngờ tới. Được, không ngờ tới. Nào, không ngờ tới. Chúng ta cứ mặc kệ cục diện rối rắm này đi. Cứ tiếp tục như vậy. Uống. Uống đi. Thiều Vĩ à, chuyện đã như vậy rồi, anh cũng đừng nản lòng. Anh nghe em nói, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, đây chỉ là khó khăn nhất thời, chúng ta nhất định sẽ có cách mà. Chúng ta có thể giải quyết được. Không có tiền, không có người, không buôn bán được, không có cách. Anh đừng như vậy nữa được không? Lục Nhã Khanh, em đừng quản anh nữa. Anh là gì của em chứ? Em đi tìm Vương Trường Vinh đi. Thiệu Vĩ, nào, chúc mừng đi. Nào nào nào, chúc mừng nào. Bộ dạng ngây ngốc khi đó của Đồng Thiệu Vĩ, tôi thấy cả đời này của hắn cũng không trở mình được. Anh Dương, tôi nghe nói người phương Tây phát minh ra một thứ gọi là điện ảnh, có thể quay lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt, giữ lại xem sao. Anh Dương, để sau này tôi kiếm tiền tặng anh một cái. Được, tôi nhớ câu này đó. Tới khi đó chúng ta sẽ quay lại bộ dạng ngu ngốc của Đồng Thiệu Vĩ, tìm một người rất giống Đồng Thiệu Vĩ, chỉ quay những cảnh bi thương. Chúng ta ngày nào cũng quay, chỉ quay bộ dạng ngu ngốc đó của anh ta. Như xem mãi có phải sẽ chán không ta? Hay là chúng ta tìm vài cô gái xinh đẹp quay phim lại, ngày nào cũng xem. Phải xinh đẹp như tiểu thư Niệm Trân này, ngày nào cũng xem đến nghiện. Sau này Niệm Trân anh ta thối mồm, đừng để trong lòng nha. Tôi chỉ quan tâm Đồng Gia. Bị mọi người giày dò như vậy thì có thể gắn gượng được bao lâu? Lần này Đồng Thiệu Vĩ được ăn cả ngã về không, đặt 30.000 đại dương tiền hàng, hình như đều là mua chỉ thêu. Lần này để dồn trong kho, cũng chỉ có thể đợi chỉ thêu mốc thôi. Nếu như tôi tính không sai, anh ta sẽ không gắn gượng qua nửa năm được. Hai vị, tôi thấy hai người sắp báo thù được rồi. Nào, tôi kính anh một ly. Mọi người uống đi, tôi không thoải mái cho lắm. Niệm Trân,
Nào, chúng ta uống đi. Anh Dương thật có phúc, giành được cả đại phu nhân về tay. Để tôi rảnh rỗi cũng giành cả nhị phu nhân cho anh. Được rồi, để cho cậu đó. Là anh nói đó nha. Nói lời giữ lời. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Sau này tôi dụ được Lục Nhã Khanh về tay, anh không được cướp của tôi đâu. Uống rượu. Nói được làm được. Uống rượu. Uống đi. Anh cười cái gì? Điềm Điềm, cô đúng là kiểu mẫu điển hình cho phụ nữ thời đại mới. Cô dám yêu dám hận. Tôi thật sự rất thích cô. Tôi thích lắm. Anh nói cái gì vậy? Tôi thấy cô là một cô gái, lại chủ động hẹn tôi ra đây. Nói thật lòng, là một người đàn ông, tôi cũng thấy hơi ngại đó. Cô không tin thì sờ đi. Sờ tim của tôi đi. Có phải đập rất nhanh không? Anh đừng đùa nữa. Anh có thể vào đoàn kịch trường tôi đó. Nhất định sẽ có rất nhiều khán giả tới xem. Tôi nói thật, không đùa với cô đâu. Anh đừng có làm loạn. Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây. Chuyện gì? Đồng Thiệu Vĩ rốt cuộc có mấy người vợ? Tôi đang hỏi anh đó. Lâm Thái. Không phải chứ. Cô hỏi chuyện này làm gì? Sao cô cứ hỏi anh ta hoài vậy? Anh có nói hay không? Anh không nói thì tôi đi đây. Cô ngồi xuống đi. Anh ta có rất nhiều vợ. Anh nói linh tinh. Anh còn nói linh tinh, tôi sẽ không quan tâm anh nữa đâu. Cô xem, tôi nói thì cũng không tin. Có hai người vợ đừng cứ hỏi đàng hoàng. Ở bên ngoài, ví dụ như Tuyết Tiên Lâu gì đó, hay những nơi linh tinh khác nữa, thì chỉ có anh ta biết thôi. Dù sao chị anh ghen tị với anh ấy, tôi không tin. Tôi đã nói rồi, cô tin hay không thì tùy. Tôi nói này, kiểu người quần áo là lượt như Đồng Thiệu Vĩ, chỉ toàn nói dớ dẫn thôi. Cô nhất định không được tin. Người ta đâu có giống như anh đâu. Giống tôi thì tốt rồi. Tôi nói cô nghe, anh ta biết giả vờ hơn tôi nhiều. Trong nhà đã sa sút thành như vậy, đến một đồng tiền cũng không có. Chuyện trong nhà của anh ta tôi là người rõ nhất đó. Đang Điềm, có phải cô có tâm sự gì hay không? Lâm Thái, anh nói xem, thích một người là cảm giác như thế nào? Thích hả? Chính là ngày nào cũng muốn ở bên người đó, thời khắc nào cũng muốn ở bên cạnh người đó. Cho dù làm chuyện gì cũng đều đúng. Cho dù bên cạnh cô có bao nhiêu người, thì trong mắt cô cũng chỉ là người đó thôi. Tôi nói có đúng không? Đúng. Cô có biết làm sao mà tôi biết hay không? Sao mà biết vậy? Bởi vì tôi thích cô rồi. Nếu như thật sự giống như anh nói, vậy thì tôi có thể thích Đồng Thiệu Vĩ rồi. Mặc dù anh nói hơi quá, thậm chí có thể anh nói đều là thật, nhưng mà tôi vẫn, tôi nói với cô đều là thật, tôi thề với cô. Nhưng mà chẳng ảnh hưởng gì tới cảm giác của tôi với anh ấy. Anh nói xem, đó có là cảm giác thích một người hay không? Không được đâu. Cô tuyệt đối không được thích anh ta.
Tại sao vậy? Bởi vì anh thích em. Anh quản được tôi sao? Tôi không thích anh. Đồng Tiểu Vĩ, Đồng Tiểu Vĩ, anh ra đây cho tôi. Hét gì mà hét vậy? Đồng Tiểu Vĩ, anh là đồ ngụy quân tử, hạ lưu vô sĩ. Cậu nói cái gì? Tôi nói cái gì hả? Phụ nữ trong nhà anh còn không quản được, còn ra ngoài dụ dỗ người khác. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Đừng có nói linh tinh nha. Tôi nói linh tinh sao? Tôi nói anh là đồ cặn bã. Lâm Thái, có phải cậu quá đáng quá rồi không? Chú ở đây làm gì vậy? Ra chỗ khác đi. Lâm Thái, dù có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng là anh cả của cậu, trong nhà anh cả như cha. Vậy nên cậu không được hỗn xược. Chú hỗn xược. Tôi là con rể của Đồng gia, đây là chuyện của nhà chúng tôi, chú quản được hay sao? Lâm Thái, tôi nói cậu nghe, ở bên ngoài chúng tôi không quản được, ở trong nhà tốt nhất cậu phải nhớ rõ thân phận của mình. Đừng làm quá lên, để đến cuối cùng mọi người đều không vui vẻ. Không vui vẻ thì không vui vẻ thôi, ai sợ ai chứ. Tới đi, hôm nay tôi sẽ đánh nhau với anh. Nào tới đi, tới đi, đi làm việc đi. Mọi người đi làm việc hết đi. Dạ. Ban ngày ban mặt kéo bàn làm gì? Em bị thủy đậu rồi. Sao em lại không nói sớm chứ? Bồi Y, khi bị thủy đậu không thể ra gió bị lạnh được, nếu không sau này sẽ để lại sẹo đó. Cũng không được chảy nước mắt. Chị Nhã Khanh, chị nói xem em thực sự đáng ghét vậy sao? Tại sao lại nói mình đáng ghét? Em gả cho Lâm Thái lâu như vậy, cũng không trông mong gì anh ấy. Khi anh ấy gian nan nhất, còn đưa anh ấy về Đồng gia. Nhưng mà chị xem, tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy? Lẽ nào em thực sự kém cỏi vậy sao? Khi không vui, khó tránh được sẽ nghĩ linh tinh. Em vừa dịu dàng lại săn sóc, em rất tốt. Là Lâm Thái không đủ trưởng thành. Em xem cậu ấy đã lớn như vậy mà lại thường xuyên làm trò trẻ con. Đợi tới một ngày cậu ấy hiểu ra được sẽ tốt với em thôi. Chị Nhã Khanh, chị xem anh em yêu chị như vậy, anh ấy sẽ làm chuyện khiến cho chị đau lòng chứ? Không sao hết. Hai người ở bên nhau lâu rồi, ngày ngày bên nhau, khó tránh được mâu thuẫn. Nhưng mà chị cảm thấy, nếu như đã ở bên nhau thì cho dù xảy ra chuyện gì, nếu như trong lòng vẫn tin tưởng đối phương thì những khó khăn đó sẽ được giải quyết thôi. Bây giờ cho dù chị gặp phải khó khăn gì, chị cũng sẽ nói với bản thân mình, không sao hết, rồi sẽ có một ngày tươi sáng thôi. Rồi sẽ có một ngày tươi sáng thôi. Chị Nhã Khanh,
Em thật sự rất bội phục sự lạc quan và kiên cường của chị. Hy vọng có một ngày em cũng có thể giống như chị. Em cũng rất lương thiện, rất lạc quan. Được rồi, đi ngủ đi. Chăm sóc mình thật tốt, như vậy mới mau khỏi bệnh được. Lục Nhã Khanh, từ khi nào em lại có chính kiến như vậy? Anh nói cho em biết, em không còn là cô gái đơn thuần trước đây. Nghe anh thổi kèn nữa. Em giỏi. Cái gì em cũng giỏi hơn anh. Anh không muốn. Anh không muốn sống như vậy. Anh không muốn sống trong cái bóng của em. Anh không muốn. Không muốn. Mm.